Xin cảm ơn và chào mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cả nhà cùng mình tô bức tranh đấy là một cô gái đang ngồi trên bông hoa như này, và mời cả nhà cùng mình đón xem mình sẽ tô bức tranh này như nào. Tôi xong bức tranh là cô gái ngồi trên bông hoa này, tắm cả nhà đón xem. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo.